Pharma City xin chào. Chào mừng các bạn đến với Sống Khỏe 5 Chuẩn cùng Pharma City. Mình tên là Bùi Văn Ngợi và mình ở đây hôm nay để mang đến những cái thông tin vô cùng thú vị và hữu ích cho sức khỏe của bạn cũng như là gia đình của bạn. Trong cái tập đầu tiên này sẽ mang đến một cái chủ đề không bao giờ là cũ. Đó là làm sao để tăng cường cái sức đề kháng cũng như là vai trò của vitamin trong việc tăng cường cái sức đề kháng của mỗi người. Phần đầu tiên, chúng ta nói về những cái thói quen sống lành mạnh hàng ngày. Thứ nhất, đó là chúng ta phải thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Các bạn cũng thấy là hầu như những cái chuyên gia về sức khỏe người ta cũng hay khuyên mình là chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ, ví dụ như là 6 tháng hoặc là 9 tháng hoặc là thậm chí là 1 năm một lần, đúng không ạ? Bởi vì cái chuyện đó nó rất là quan trọng. Ngợi nhớ là Ngợi có một cái kỷ niệm là lúc trước là Ngợi là vận động viên thể hình chuyên nghiệp, cho nên là Ngợi tập hàng ngày rất là nhiều với một cái cường độ cực kỳ lớn luôn. Chính vì Ngợi tập luyện như vậy cho nên là Ngợi hầu như Ngợi nạp protein rất là nhiều luôn. Một ngày có thể là Ngợi ăn tới 6-7 bữa lận. Cũng cái suy nghĩ đó, nhưng mà khi Ngợi ngừng tập rồi á, Ngợi cũng nghĩ là ok, bây giờ mình muốn duy trì cái cơ bắp cho nên là mình vẫn nạp rất là nhiều protein. Nhưng mà sau một cái quãng thời gian thì Ngợi thấy là cái cơ thể của mình bắt đầu nó thay đổi theo một cái hướng nó đi xuống mà mình cảm thấy là nó không có khỏe giống như lúc trước nữa. Thì lúc đó là Ngợi mới đi khám sức khỏe, thì Ngợi mới biết được là do cái cường độ vận động của mình nó không được như lúc trước, mà Ngợi lại vẫn nạp cái lượng protein giống như lúc trước, cho nên là cái lượng mỡ acid uric ở trong máu nó tăng lên rất là nhiều. Và có khả năng nếu như mà Ngợi cứ duy trì cái điều đó mà Ngợi không đi khám sức khỏe định kỳ, Ngợi không phát hiện ra đó, thì có thể là Ngợi sẽ bị gút đó. Cho nên là cái việc mà khám sức khỏe định kỳ nó vô cùng quan trọng ha mọi người ha. Thứ hai đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải ngủ đủ giấc. Các bạn cũng biết rồi á, là trong cái quá trình mà chúng ta ngủ á, thì cơ thể chúng ta nó rất là hồi phục và nó giống như là nó tự chữa lành, đúng không ạ? Như vậy thì từ 5 giờ đến 6 giờ nè thì các cái cơ quan này nó hoạt động, đúng không ạ? Từ 6 giờ đến 7 giờ thì các cái cơ quan khác nó hoạt động. Như vậy thì cái việc mà chúng ta ngủ đủ giấc nó vô cùng quan trọng, và các bạn đừng quên là chúng ta phải ngủ đủ giấc nhé. Và thứ ba đó là chúng ta phải uống đủ nước. Các bạn thấy là trong cái cơ thể của mình thì nước nó chiếm hơn 60%, đúng không ạ? Như vậy thì tất cả những cái phản ứng hóa học này cũng như là các cái quá trình trao đổi chất, hấp thụ chất dinh dưỡng nó diễn ra được tốt hay không, nó ảnh hưởng rất là nhiều từ nước. Thì chúng ta phải hiểu được rằng cái việc mà chúng ta nạp nước nó phù hợp như thế nào nó rất là quan trọng. Cho nên các bạn nhớ ha, chúng ta phải nạp đủ nước mỗi một ngày ha các bạn ha. Và cái điều thứ tư cũng là cái điều cuối cùng cho cái việc mà chúng ta duy trì một cái lối sống lành mạnh, đó là chúng ta phải suy nghĩ tích cực. Các bạn thấy rồi, trong cuộc sống hàng ngày thì nó có rất là nhiều những cái điều tiêu cực nó xảy ra đối với mình, đúng không ạ? Như vậy thì cái quan trọng đó là chúng ta phải làm sao chúng ta kiểm soát được những cái cảm xúc tiêu cực này nè, nó ảnh hưởng tới hàng ngày đối với chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ suy nghĩ tích cực các bạn ha. Rồi các bạn ơi, như vậy thì sau khi chúng ta có một cái lối sống lành mạnh rồi, đúng không ạ? Thì có một việc nữa là các bạn lưu ý giùm cho Ngợi ha. Đó là cái điều độ nó sẽ hơn cái cường độ rất là nhiều. Các bạn thấy là hiện nay Ngợi biết là có nhiều người cứ suy nghĩ là để chúng ta có một cái body khỏe mạnh nè, có một cái hệ miễn dịch tốt thì chúng ta phải tới phòng tập chuyên nghiệp, với tập trên những cái máy móc nó cực kỳ phức tạp, hoặc là thậm chí chúng ta có thể thuê những người huấn luyện viên chuyên nghiệp luôn, đúng không ạ? Nhưng mà để duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái sức đề kháng tốt thì có thể là chúng ta chỉ cần biết những cái phương pháp, chúng ta tập những cái bài tập đơn giản, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta phải tập hàng ngày giùm cho Ngợi ha. Chúng ta có thể tập bất kỳ đâu, thậm chí là đôi khi là các bạn có thể tập tại văn phòng nè, hoặc là thậm chí nếu mà các bạn bận quá, các bạn đi công tác, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần một cái không gian nhỏ thôi ở trong cái khách sạn chẳng hạn, thì các bạn vẫn điều độ tập những cái bài tập đó hàng ngày để chúng ta duy trì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó khỏe mạnh và nó điều độ ha các bạn ha. Các bạn hay nghe những cái chuyên gia hàng đầu người ta nói là trong cuộc sống mà để mà duy trì được cái sức đề kháng chúng ta tốt thì chúng ta phải nạp đủ chất dinh dưỡng. Các bạn phải hiểu là khi mà đủ chất dinh dưỡng như vậy thì nó phải gồm những cái hợp chất hữu cơ sinh năng lượng nè. Như vậy thì hợp chất hữu cơ sinh năng lượng nó gồm như là carbohydrate, protein, chất béo, đúng không ạ? Và những cái hợp chất hữu cơ không sinh năng lượng, mặc dù những cái hợp chất hữu cơ không sinh năng lượng này nè, nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Đó, các bạn thấy không? Như vậy thì những cái hợp chất hữu cơ không sinh năng lượng này nó là cái gì? Ví dụ như là khoáng chất nè, nước nè, vitamin. Như vậy thì trong những cái vitamin đó, những cái vitamin nào nó tăng cường cái hệ miễn dịch của mình? Các bạn có biết không ạ? Ví dụ như vitamin C nè, các bạn thấy là vitamin C là một trong những cái vitamin rất là cần thiết và quan trọng với cơ thể. Vitamin C nó chấm cái sự oxy hóa trong cơ thể nè, rồi nó hỗ trợ cái hệ miễn dịch và đặc biệt là nó tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể đối với cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Ngoài ra thì vitamin C bảo vệ cơ thể khỏi các cái tổn thương khi mà chúng ta bị stress từ môi trường xung quanh. Ngoài ra thì những cái khoáng chất khác, ví dụ như các bạn nghe là kẽm, đúng không ạ? Thì kẽm là một trong những cái khoáng chất mà nó giúp cho tăng cường sức đề kháng rất là nhiều ha các bạn. Rồi nó giúp cho tăng cường cái hệ miễn dịch nè, rồi nó giúp cho những cái vết thương của mình nó mau lành, rồi nó duy trì cái vị giác của mình, những cái khứu giác của mình, nó giúp cho chúng ta ăn rất là ngon ha các bạn. Trên đây là một vài cái thông tin căn bản nhưng mà rất cần thiết để chúng ta có một cái sức đề kháng khỏe mạnh. Ngợi hy vọng rằng mọi người yêu thích và cùng đón chờ những cái tập tiếp theo với những cái chủ đề vô cùng hấp dẫn nha. Pharma City xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.